Chào cả nhà nha, Hiền ở ga nhà ga cáp treo thứ hai của đường lên núi Yên Tử nha. Giờ là không có còn biết, nó rất là mệt, lên đâu đây rất là mệt đó cả nhà. Nhưng Hiền sẽ quay cái đoạn clip cái phần chót của cái đoạn núi Yên Tử. Hiền đang sau lưng Hiền là cái nhà ga, và nhà ga cuối cùng, nhà ga độ cao nhất của Yên Tử. Và đỡ lên đó là lên chùa Đồng, lên cái bức tượng gì mà lớn nhất đó. Đây, bây giờ đã Hiền trải nghiệm cảm giác đi trên ga cáp treo của nhà ga đi lên nha. Hồi nãy là cáp treo Hiền đi kia rồi, giờ là cáp treo này nó nhỏ hơn, mà độ cao thì độ cao hơn. Anh ơi, vé cáp treo đi lên á, lên tới đây mệt lắm á nha cả nhà, thực sự rất là mệt luôn á, nhưng mà mình cũng ráng trải nghiệm. Đây là đi lên trên chùa Đồng đúng không chị? Người hồi nãy thì cười mấy người kia, chứ bây giờ thực ra thì họ cũng ướt giống Hiền ha mọi người. Thành thử là bây giờ thôi, để Hiền vào trong cáp treo ở đây. Không, phải nỗ lực, phải cố gắng, vì không cố gắng không đi thì không bao giờ có clip mà quay được. Nó thật lòng mọi người á, với lại hai mình cũng trải nghiệm khám phá luôn mà. Cái cửa mà họ lên tới kia là tự động họ sẽ đóng cửa lại, cái chữ Yên Tử ra. Bắt đầu đi nè, lên này thì gói nhôm, mà cái treo tròn, không phải cái treo vuông. Rồi cái cánh cửa đây họ, nó khi đến cái đây là họ tự động bắt đầu là nó sẽ lên dời lên độ cao, hoàn toàn tự động hết nha. Đi độ cao bạn nào yếu tim mà đừng có đi nha. Cáp treo Wimbledon, cáp treo Bà Nà Hill. Và đây để Hiền quay sao chỗ này nó vòng vòng qua mấy cái lon cao su mà nó vòng vòng. Đấy. Lên đây nó mát mẻ lắm mọi người ơi. Ồ, mình sẽ có qua một cái đoạn sương mù quá nha cả nhà. Mình sẽ qua một đoạn sương mù. Đấy. Ở đây cũng có hai nhà ga, mà hình như hôm nay là do không có đông du khách, tình tử họ chỉ cho một nhà ga hoạt động thôi. Một cái cáp treo màu dài và một cáp treo màu tròn, và bên kia là màu xám, của bên mình là màu đỏ. Đấy. Và đã Hiền kính nó cũng hơi mờ, thành thử Hiền quay xuống thử cho mọi người xem nè. Đấy, nó hơi mờ lắm, thành ra Hiền chỉ quay cái gòn đi. Nói chung là độ cao này không biết bao nhiêu, mình chưa cập nhật lại. Mọi người nhìn thấy là sương mù không à. Mình đang đi trên một cái đỉnh núi á. Để Hiền ngồi quay luôn. Hiền ngồi qua bên này để Hiền ngồi qua bên này để Hiền quay lại cho xuống dưới cho mọi người xem nha. Đây mọi người nhìn thấy không? Đấy, cao lắm nha cả nhà nha. Bạn nào mà yếu tim mà đừng có nên đi nha. Mà không hiểu sao rồi ở trên độ cao như thế này
mà họ vẫn xây chùa được, họ đưa lên được những cái ngôi chùa mà xây, đưa vật liệu lên xây mà ne từng bao xi măng mà lên trên này là cũng cực kỳ nhanh. Và đâu phải là ne bằng cáp treo, họ ne bằng cái con đường trong rừng ấy. Có những ngôi chùa trong rừng đó mọi người, mọi người nhìn thấy những ngôi chùa trong rừng đây nè, mình không nghĩ được luôn á, đẹp lắm nha cả nhà. Không biết là máy quay của Hiền quay cái kính này nó có rõ nữa hay không. Đó, mọi người thấy sương mù bay không? Sương mù bay đó, đó, sương mù nó đang bay á. Nó bay giống như là đợt mà Hiền đi lên Tam Đảo á, nhưng mà cái này sương mù nhiều hơn. Đấy, sương mù á, mình đang đi vào trong cái sương mù nè. Chắc chắn sẽ không thấy gì á, thấy lờ mờ. Cao lắm nha mọi người nha. Không biết cái đỉnh này nó cao, độ cao chắc không biết bao nhiêu. Mà đặc biệt là trên này là trúc không nha mọi người. Đó, gọi là trúc lâm là đúng rồi, chắc là một vườn trúc luôn nè. Đó, mình đang bay, mình đang đi trên đầu của một đám rừng trúc luôn á cả nhà. Khiết chưa? Đấy. Rồi sương mù không nha. Đấy. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp đẹp khủng khiếp lắm. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Lên đây tay mình ù luôn như là mình đi máy bay vậy nha cả nhà. Đấy, để Hiền quay xuống cho mọi người nhìn nè, nhìn nè. Đó, mọi người nhìn qua cái cánh cửa dưới nè. Quá đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy sương mù bay không? Coi như là mờ rồi, sương mù nó mờ kính rồi. Không biết là mình quay có thấy cái gì nữa không? Như nó mù rồi, sương mù rồi. À, mình đi vào vùng sương mù rồi. Không thấy gì hết luôn á cả nhà. Thôi. Đấy, có nghĩa là ở trong này mọi người thấy, cả nhà thấy đó. Ở ngoài là sương mù rồi, chỉ thấy lờ mờ của cái cáp treo. Đấy, có cái cáp treo lờ mờ cái bóng nó đi qua thôi này đấy, chứ còn không thấy cảnh vật nữa. Ở đây là phải nhìn xuống dưới chút xíu thì thấy thôi, chứ còn ở đây là sương mù rồi. Nói chung là những bạn nào mà còn trẻ nên đi, mình khuyến khích thật sự, cho đã tuổi già đi những cái này thì sao còn già cả, sao dám đi cáp treo rồi, dám đi độ cao rồi và ấy nữa. Đây Hiền chuyển máy mà nhìn xuống dưới nè. Rồi mọi người nhìn thấy không? Đấy, xe mù mù, xe tít mù khơi luôn đấy. Xứng đáng á mọi người, nỗ lực của hàng kia họ, mọi nhiều người họ cứ nói là đi phải đi. Chưa đi yên tử gì đó, chưa thành chân tu á, là phải nên đi đó. Nói chung là ở đây có một ngôi chùa nó ẩn trong sương mù hay sao, ngôi chùa hay là cái gì đấy mình cũng không biết, nhưng mà nó ẩn trong sương mù mình quay đó. Cái đó là có một cái khu gì đấy. À, cái tháp nè mọi người. Trời ơi, cái tháp nè, thấy cái tháp không? Cái tháp trong sương mù nè cả nhà. Đó, trời ơi, sao ở ngoài mình đâu có chùi được đâu, mình có chùi được đâu mà quay. Đấy, cái tháp nè, mình đang đi ngang cáp treo ngang qua cái tháp nè. Ồ, có cái tháp thấy không cả nhà. Thôi xây cái tháp giữa cái đỉnh núi luôn nè, khiếp không? Đó, cả nhà thấy cái tháp ngay cái chỗ cáp treo không? Trời ơi, không dùng từ gì mà đấy. Cái tháp cao trên cái độ cao núi luôn, xây cái tháp trên này luôn và trong cái sương mù luôn, khủng khiếp lắm. Nó là quá sức tưởng tượng của mình luôn á. Mình dĩ nhiên thế giới họ làm những cái gọi là kỳ tích lắm, nhưng mà lên đây là cá sống, họ có những cái dựng trạm BTS. Hình như mình đến nhà ga rồi nè mọi người, đã hiện quay ra rồi đây. Nhà ga còn độ cao bao nhiêu đó mình sẽ xin cập nhật thông tin, tại mình đi mình cũng chưa có thời gian chuẩn bị, mình qua khỏi cái này mình mở ra cho được mình mát hơn đi. Thôi đó là tới nơi rồi, tới ga rồi. Rồi thôi nè, nói chung là Hiền đang tới ga rồi, Hiền hít thở không khí một chút.
trước mặt hiền là sương mù quá, sương mù dày đặc luôn á, không thấy gì luôn mà ghe mà mọi người nhìn là tưởng đây nước luôn ấy. Đấy. Rồi. Để mình sẽ hỏi cái anh cái độ cao của này là bao nhiêu mét. Anh ơi, cái độ cao của mình là bao nhiêu mét vậy? Khoảng 8 mét thôi, cao lắm được. À. 1.000 mấy trăm, 1.500 hay 1.500? 1.068 ạ. 1.068 đúng không? Rồi. Nói chung lại là độ cao hơn 1.000. Và xếp lối vào cabin. Đường đi vào chùa là chỗ nào đâu ha? Đi lối này. Không thể tưởng tượng được mọi người. Tại vì sao mọi người nhìn thấy cái ghe của Hiền vừa đi lên nè. Mọi người cứ tưởng tượng là mình vừa đi cái ghe lên như thế này nè. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Khiếp như thế đấy. Đấy, không thấy cái gì luôn, sương mù nó bay nè. Đấy, sương mù nó bay như thế này nè. Là mình vừa trải nghiệm ra cái đấy, ra đây nè, Hiền quay ra cho mọi người xem nè. Đấy, không thấy gì luôn á mọi người à. Đó, giờ gần mới thấy thôi, xa là không thấy nữa. Thôi Hiền vừa trải qua cái chuyến cáp treo. Thì cáp treo ai đi cũng nói là cáp treo bình thường, nhưng mà cũng tùy cáp treo nha mọi người. À, cáp treo Bà Nà cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà cáp treo trên này là đi qua sương mù luôn. Tại đoạn cáp dưới á, nó chỉ đẹp thôi, chứ cáp trên này đi qua sương mù đẹp lắm. Chùa Đồng 520 mét. Đây mọi người, hay là đây là chùa Đồng, lên đường lên chùa Đồng 520 mét. Còn đường qua này là cái gì ha? Dạ, cái đường này là đường xuống từ chùa Đồng xuống. Còn cái lối này là lối đi lên. À. Nếu mà nó phân như vậy thì cái lối đi lên người ta chỉ dẫn nó chắc sẽ gần hơn. Và cái lối kia là lối đi xuống nha. Nó làm hai cái lối đi. Em từ chùa Đồng lên xuống đó. Là anh vừa đi xuống lối này. Dạ. Và phải đi đó. Còn cái này là hướng dẫn đi lên đó. Thì thôi thì phải trải nghiệm thôi. Đi phải đi tới chứ giờ làm sao đúng không anh? Dạ. Tới đây là coi như là dùng từ chín đấm còn đấm. Chùa Đồng còn chùa ở trên kia, ở chùa Đồng là cao nhất. Chùa Đồng là cao nhất, là xuống nữa là cái tượng Đồng. À, dạ. vậy là mình đi qua chùa Đồng rồi xuống tượng Đồng rồi về. Dạ, đúng rồi, tượng Đồng 130 tấn, 38 tấn là ở dưới chùa Đồng. Chùa Đồng là đỉnh cao nhất. Rồi anh ghé chùa Đồng, ghé tượng Đồng rồi anh về. Suy nghĩ, em suy nghĩ cho kỹ nha chị. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Chị đi nữa không? Em lên luôn. Lên luôn hả? Ủa anh đâu? Đâu đâu có đâu anh ơi, lại gặp nè. Đây lại gặp một bạn tôi nữa đây. Cuối cùng thì chúng ta cũng đâu có cách xe gì nhau lắm đâu. Đâu cũng như là rùa và thỏ thôi. Thấy không? À đây cũng như là giống rùa và thỏ thôi. Hồi nãy là anh đi tới cách treo kia, mình đi trước ảnh nè. Bây giờ anh lên trước mình, bây giờ quay lại thôi. Lên là lên đúng không? Rồi nói chung là lên đây thì cả nhà họ sẽ dùng cái đá tự nhiên. Cái đá tự nhiên họ xây, chứ họ không có dùng cái đá mà đem lên nữa. Thì trên này họ chẻ những cái đá từ núi ra luôn. Thì nói chung là cái lối đi nó sẽ còn cái này mang giày bata thôi và dép lê thôi. Chứ như nếu như mà các bạn mà mang giày cao gót ấy, thì sẽ không khỏi được. Và đặc biệt lên đây là mọi người thấy cái điều lạ nè. Đây là những địa lan, có những địa lan rồi nè. Đấy, và mình đang đi trong sương mù nha. Tại Hiền có chơi lan Hiền biết ấy, là địa lan hả. Và đặc biệt hai bên đây không biết là trúc hoa trồng hay như trúc tự nhiên ấy. Trúc rất là nhiều nè. Chưa chị Hiền không có chụp được bức ảnh nào cho mình ấy. Hiền quay vlog coi như có hình Hiền nha. Rồi thôi, cái này chắc chắn đi em bé là vất vả vô cùng á, đó là nói thật luôn á. Này đâu mà còn đi nhầm nhò gì đấy. Chị thấy chị lên tới đây là thấy thì mình khỏe rồi mà đúng không? Yeah. Đấy, chăm nghe bằng thấy nghe, trải nghiệm thực tế đi bộ. Đó, lối đi mộc đó nha, đi mộc mạc tự nhiên nha. Họ cũng xử lý đá, cũng xử lý xi măng nhưng mà
Đây có những tảng đá nó mọc địa lan dương sỉ nó mọc lên hết. Thảm thực vật trên này nó đang ở độ cao trên 1000 mà. Thành thử là rong rêu nó tự nhiên. Phải nói chung là từ quá đẹp không không chị Phan? Đẹp. Người ta nói lên chùa là lên chùa Đồng là lên trên này là cầu gì được nấy những chị. Phải không? Thì cũng ráng lên cầu. Bây giờ em lên cầu thì cầu cho em kênh được nổi tiếng. Quay vlog. Đây nói cho cả nhà nghe nha. Nói cả nhà biết cái chửi không? Đúng không mà? Đúng không em? Giờ lên chùa Đồng mà ta cầu nhiều thứ. Mình già lớn mình làm vlog không cầu thì cầu được nổi tiếng thôi. Đi quay cỡ này mà không thực sự mà nói đi quay cỡ này là mệt lắm á. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Những cà phê đẹp Việt Nam. Bây giờ anh mới sắp chắc cũng gần chục rồi. Ráng cố gắng mới làm được năm à. Rồi đem ở đây của chùa Đồng. Mình mới đi được 100m. 480m nữa. Và hãy đi theo chị Google. Đây. Đây. Không biết là lên đây thì sương mù quá. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến kém đến chất lượng quay á. Và ảnh hưởng máy của Hiền nó có bị nhòe không. Rồi mấy cái chất lượng quay này nó không ảnh hưởng không. Mình có thể chỉnh sửa nó cũng không được tại sương mù mà. Nhưng mà hôm nay bữa nay thì càng nắng nó mới càng sương mù phải không. Mà hôm nay không nắng thì ra đường mới rõ đấy. Tại nắng khí đá nó sẽ tỏa ra. Cũng giống như Đà Lạt vậy. Đều Đà Lạt, Khánh Hòa vậy đó. Không, cũng tới thôi. À, 480 là nửa cây số ấy. Hồi nãy á, chị biết sao không? Chị ráng chứ hồi nãy chị biết sao không? Có hai cái chú kia kênh đồ luôn, mình tưởng là mua đồ quẹ đem lên, tới là họ mua đồ lên cúng ấy. Hai em trai như em nó khỏe, mà nó khỏe bự hơn em luôn, mà nó phải gánh đồ, mà nó khiêng với nhau như là khiêng đồ lên ấy. Không, là cúng ấy. Giống như mình khiêng lên làm lễ vật ấy. Đây cả nhà, nhìn xuống nè. Tùng ở đây không nổi. Đang nghỉ đằng kia kìa. Thôi chơi mình đi đây cả trăm rồi, mình ráng đi cho em. Em đi bạn em, bỏ cuộc rồi. Xuống dưới này rồi. Không, đây là cả nhà lên được tới đây rồi mà nói từ bỏ cuộc. Nhất quyết không. 12 giờ rồi. Nếu mình xuống lại cũng 3 tiếng đúng không? Đi cáp treo thì 2 tiếng, thôi cỡ ráng luôn đi. Hiện ráng đã hoàn thành cái video clip lên Yên Tử nha cả nhà. Ừ, em ở tỉnh nào? Em ở ở đâu? Hải Phòng đúng không? À. Mai anh cũng phải bay về Hải Phòng, anh về anh mới bay vào Nha Trang được. Hồi hôm anh ở làng nương ấy, anh về mà cái làng nương đem xung quanh cây cối nhiều quá. Làng nương ở dưới đây nè. À, đây là đây. Có làng nương. Đây là Quảng Ninh rồi. Biết rồi, qua làng nương Quảng Ninh ở dưới này, dưới khu du lịch nè. Đêm hôm vắng quá thì không dám ở. Sợ quá thì bảo là bảo lễ tăng chuyển phòng cho anh. Chuyển ra trung tâm cho ở cái khu mà nó resort VIP mà. Chỗ sợ. Nhìn quanh không có ai á. Mà chỉ có cây với rừng không à. Hít không khí, hít sương ơi. Hít sương. Chắc sắp tới rồi nha. Sương mù mới bay qua mình đấy. Không mà cái không khí này nó loãng dở thở, nó mát á. Chứ gặp mà nắng oi mà đi cái này chắc mình chết. Cố lên nha. Mệt quá. Đâu thế? Chắc đây rồi. Đây này. Thấy chưa? Thấy cái chùa chưa? Thấy trắng trắng rồi không? Thôi cả nhà Hiền dừng video clip ở đây để Hiền quay tiếp cái cảnh của chùa. Hiền trải nghiệm đoạn cáp treo và tới đoạn đây Hiền dừng video clip ở đây. Hiền uống nước, nghỉ ngơi hít thở cái đã. Rồi trải nghiệm tiếp còn 300m nữa mới lên chùa nha. Cả nhà thấy
nhớ đăng ký ủng hộ kênh Lanh và chia sẻ cho Hiền nhiều hơn nha. Thực sự thì không phải thật, đây mọi người nhìn đây, trên độ cao trên đây Hiền đang đứng là độ cao là trên 1000 mấy mét này anh đã nói á. Rồi Hiền xin dừng video clip ở đây nha.